Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tin học thật là đơn giản. Ở hai bài trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn về Application Load Balancer, Network Load Balancer rồi. Ở bài này thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về Classic Load Balancer. Sau đó mình sẽ chuyển qua các cái giải pháp để chạy với cái Load Balancer này. Thì nhìn vào bảng so sánh thì các bạn sẽ lựa chọn được cái nào phù hợp để mình chọn cho các cái service của mình, đúng không? Classic Load Balancer thì nó sẽ hỗ trợ thêm được cái EC2 Classic, nhưng mà ngược lại thì nó hỗ trợ có rất là nhiều thứ mà nó không hỗ trợ ở đây, đúng không? Đấy, thì các bạn nhìn cái bảng so sánh thì các bạn lựa chọn cho phù hợp với cái nhu cầu của doanh nghiệp của mình. Rồi, bài này thì mình cũng sẽ bắt đầu đi vào thực hành cho các bạn. Rồi mình sẽ chọn là EC2, đúng không? Thì ở đây có ba cái web thì mình đã thiết lập sẵn rồi. Thì bạn nào chưa biết cài cái này thì các bạn quay lại mấy cái bài trước nhé. Rồi mình sẽ bật nó lên này, sạc nó lên. Mình đợi một chút cái instant state này nó chuyển qua running thì là mình sẽ bắt đầu sử dụng được. Thời gian mà nó chuyển trạng thái này thì thường là mất khoảng tầm 30 giây. Đấy, ok. Bây giờ nó đã running rồi, đúng không? Rồi, mình chạy thử một cái xem nó lên chưa. Rồi lên ngon lành rồi, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ cấu hình load balancer cho nó theo cái model là classic load balancer. Rồi các bạn cũng chọn cho mình là load balancer này. Rồi chọn grid load balancer. Rồi bấm vào grid này. Đây. Classic load balancer đây, đúng không? Rồi bấm grid. Mình đặt tên là tin học thật là đơn giản, EC2 LB. Rồi cái này nó tự động nó lấy cho mình ở trong cái lớp mạng này luôn. Đây thì mình tại vì mình có một cái VPC default thì nó sẽ để default luôn, còn mà mình nếu mà mình chọn customize VPC thì nó sẽ list ra đây cho các bạn chọn nhé. Rồi create an internal, nếu như là các cái service của mình mà chỉ chạy trong internal, có nghĩa là chạy trong cái VPC này, thì các bạn chọn là một cái option load balancer internal thôi nhé, nó không đi ra ngoài, đúng không? Rồi enable advanced mình không cần thiết lập, mình để mặc định thôi. Rồi mình sẽ load balancer mặc định theo cái port 80. Bạn nào muốn SSL thì các bạn có thể thêm, chọn thêm SSL. Rồi SSL thì mà mình sẽ phải phát hành thêm cái certificate. Certificate thì ở mấy cái bài trước mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn hết rồi. Thì các bạn học lần lượt thì các bạn đã nắm được kiến thức thì các bạn hoàn toàn có thể tạo được. Ok, tiếp theo mình sẽ next assign security group. Rồi, cái này thì mình sẽ chọn cái group mặc định của mình là tin học web này. Thì trong đây mình cho phép nó chạy HTTP và HTTPS và SSH, đúng không? Rồi, sau đây mình chạy ba dịch vụ thôi. Rồi mình chọn Next Config Security Setting. Next. Rồi thì cái này mấy bài trước mình giải thích cho các bạn rồi, đúng không? Đấy, nó check healthy thì nó sẽ check trên cái file index này. Đấy, cái file index thì thực chất thì chính là cái file này này, index.html. Đấy, thì khi mà mình tạo ra website thì mình đã tạo ra cái index rồi. Khi nó check healthy thì nó cứ bing cái file này thôi. Bởi vậy các cái file này nó cần nhẹ nhé. Nên các bạn là để một cái file HTML là tĩnh. Cái này các bạn có thể để là check LB chẳng hạn. Tên gì thì tùy các bạn. Nếu mà các bạn đổi tên thì các bạn phải nhớ phải đổi đặt tên vào đây cho đúng thôi. Rồi. Respond timeout thì cái khoảng thời gian nó check một cái service sống hay chết là trong 5 giây, đúng không? Nếu 5 giây mà không respond thì nó sẽ phán đoán là sống hoặc chết. Interval là
khoảng thời gian giữa hai lần mà lần trước và lần tiếp theo nó check đúng không? Đấy, ví dụ nó để 30 thì mình để 6 thôi, để chốc nữa mình stop một cái load balancer đi thì mình đỡ phải đợi đúng không? Cái interval này nếu mà mình để thấp hơn cái timeout thì nó sẽ báo lỗi, ví dụ mình để 4 đi. Thế nào nó cũng báo lỗi. Rồi. Rồi, unheld threshold là hai lần mà check đấy nó báo lỗi ngay lập tức này. Set timeout must be an integer between 2 and 6 seconds and less than or equal the healthy check interval value đúng không? Đấy, có nghĩa là cái giá trị interval này không được nhỏ hơn hoặc phải lớn hơn. Để 6 đi. Rồi. Ok, còn cái unheld threshold là hai lần mà check mà không thấy khỏe thì đưa về unheld đúng không? Rồi, còn health threshold là 10 lần lần mà check unheld này mà thấy nó khỏe thì mới đưa về chế độ là healthy threshold đúng không? Rồi, 10 lần lâu quá, mình để hai lần thôi để cho các mình test đúng không? Test thì mình cho nó thâm thấp xuống thì mình đỡ phải ngồi mình đợi chờ. Rồi, next test. Và bước này mình sẽ ok rồi, ở đây thì mình sẽ chọn các cái instance đúng không? Mình chọn cả ba ông này trên ba data center khác nhau. Ví dụ ba tỉnh thành Huế, Sài Gòn, Hà Nội đúng không? Thì khi mà một tỉnh mà bị ngập data center thì các tỉnh khác vẫn chạy được. Thì hệ thống của mình vẫn chạy tốt đúng không? Rồi, ok, sau khi chọn xong rồi thì mình sẽ bấm next. Rồi, cái này thì mình không cần đặt, để mặc định thôi. Đặt cũng được, không đặt cũng được. Rồi, tiếp theo mình sẽ review and create. Rồi, mình check thấy ok rồi thì mình bấm create thôi. Rồi, bước tiếp theo là mình ngồi đợi cái state này nó lên trạng thái active thôi, đúng không? Hiện tại thì nó chưa active, chắc chắn là chưa được đâu. Đây, instance của mình đang out of service này. Cái classic load balancer này thì cái bố trí giao diện của nó hơi khác, nó không cấu hình group target như là hai cái network load balancer và application load balancer nhé. Đây thì cái instance nó gục luôn vào đây. Đây, health check này. Listener là bot này, monitoring. Rồi mình đợi cái này nó chuyển lên in service thì nó mới chạy được nhá. Còn bây giờ nó chưa lên in service mà mình chạy thì chắc chắn là không được rồi. Đây cái này mình xem DNS của nó chính là cái này đây đúng không? Đây, mình chạy thử. Chắc chắn là chưa được. Đấy, chưa được đúng không? Vì cái service nó chưa chưa chuẩn bị xong. Vẫn chưa chưa xong đúng không? À rồi, in service rồi. Bây giờ mình sẽ chạy thử xem được chưa. Báo in service rồi vẫn chưa được này. Chắc mình đợi thêm một chút. Chưa thấy state này chuyển trạng thái này. Rồi bây giờ mình thử thử lại xem là nó đã chạy chưa. Rồi ok, nó đã lên rồi đúng không? Đây nó đang chạy lên con server 3 đây. Rồi đây con server 1 này. Rồi xem đây server 2. Như vậy là nó đã load balancer trên đủ cả ba server cho mình được rồi đúng không? Ok, thì cũng giống như là application và network load balancer thôi.
Thì ví dụ khi mà mình stop một server đi thì tự động nó sẽ stop lại. Đây ví dụ như bây giờ mình sẽ stop một cái đi cho các bạn xem. Rồi ví dụ mình stop cái ông một này đi nhá. Ok. Action set này, mình stop. À, yes stop này. Đấy thì cái healthy check này nó sẽ check ngay lập tức. Đấy, 6 giây nó sẽ check một lần đúng không? Rồi mình check instant đấy. Cái server 1 này nó sẽ chuyển về out of state ngay lập tức này. Đúng chưa? Rồi giờ mình chạy thì chắc chắn là cái server 1 nó sẽ không còn ở trên đây nữa. Rồi thì khi mà các bạn bật lại cái server 1 đấy thì tự động nó sẽ active lại. Yes. Rồi. Đấy thì bây giờ mình sẽ bật lại server 1 và mình sẽ đợi nó active lại đúng không? Đấy thì mình sẽ check cái healthy này. Đấy, cái unhealthy này healthy three zone này thì nó cũng check 2 lần. Nếu mà nó thấy check 2 lần mà ông ấy khỏe lại rồi thì nó sẽ cho cái ông đấy active lên. Đấy. Các bạn đợi một chút xem cái cơ chế hoạt động của nó nhé. Đây nó running rồi đúng không? Đấy, nó running rồi thì bắt đầu cái healthy nó sẽ chạy theo đúng cái mà mình đã thiết lập thôi. Đấy, ví dụ timeout là 5 giây này, còn interval là cái khoảng cách giữa các cái lần nó check là cái 6 giây nó check một lần. Và ở đây, bây giờ mình quay lại đây. Ok, cái server 1 nó cũng đã chuyển lại trạng thái in service rồi này. Đấy, nó chạy tự động một cách hoàn toàn đúng không? Đấy, các bạn thấy cơ chế hoạt động load balancer của Cloud quá là tuyệt vời luôn. Rồi. Load, đấy, server 2 đã chạy lại rồi đúng không? Ok, thì đây là ba cái mô hình về load balancer của AWS. Các bài sau thì mình sẽ tiếp tục các cái chuỗi bài nâng cao của cái load balancer này. Các bạn nhớ đăng ký kênh để follow các cái bài tiếp theo của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Các bạn nhớ xóa nó đi nhá. Không là nó phát sinh chi phí của các bạn đấy. Bài nào mình cũng dặn các bạn không là sau khi thực hành thì các bạn nhớ xóa hết sạch đi cho mình, không để lại là đây. Các bạn check kỹ trong các cái mục mà các bạn tạo ra còn cái gì là các bạn xóa hết đi. Rồi server mình cũng đã stop rồi. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo.